Cô chào các bạn, chào mừng các bạn đến với tiết ôn tập cuối học kỳ 2 môn tiếng Việt tuần 35, tiết 6. Ở yêu cầu số 1, các bạn tiếp tục luyện tập đọc và học thuộc lòng. Bây giờ chúng ta cùng bước sang yêu cầu thứ 2. Trích đoạn dưới đây lấy từ một cuốn sách phổ biến khoa học, dựa vào những chi tiết mà tác giả cung cấp và dựa vào quan sát riêng của mình. Em hãy viết một đoạn văn miêu tả hoạt động của chim bồ câu. Cô mời các bạn mở sách giáo khoa trang 165 và lắng nghe cô đọc bài. Những ngày đẹp trời, buổi sáng, bồ câu bay ra từng đàn. Sau một hồi lượn vòng trên không trung trong lành, chúng đậu xuống mặt đất rồi tha thoảnh đi đi lại lại với cái đầu cứ lắc lư. Vì sao bồ câu lắc lư đầu liên tục mà không bị hoa mắt, nhức đầu nhỉ? Thật ra, nếu quan sát kỹ, ta có thể thấy rằng bồ câu chẳng lắc lư chút nào cái đầu bé nhỏ của chúng. Chỉ vì thân bồ câu to, chân lại ngắn nên khi đi, thân mình chúng cứ đảo qua đảo lại. Cái cổ ngắn cũng đung đưa, khiến ta lầm tưởng là đầu bồ câu cũng lắc lư đó thôi. Theo tri thức bách khoa cho em. Các em vừa lắng nghe cô đọc đoạn văn miêu tả về hoạt động của chim bồ câu, thì ở đoạn văn này miêu tả rất tỉ mỉ về hoạt động đi lại của chim bồ câu, giải thích vì sao bồ câu lắc lư đầu liên tục. Bây giờ, kết hợp với những hiểu biết và quan sát của các em hãy cho cô biết em sẽ miêu tả hoạt động nào của chim bồ câu. Để giúp các bạn hoàn thành tốt được bài làm của mình thì cô có những gợi ý về các hoạt động của chim bồ câu như sau. Hoạt động thứ nhất đó chính là chim bồ câu nhặt thóc, các bạn quan sát chân. Hoạt động thứ hai của cô đó chính là chim bồ câu mẹ mớm mồi cho con ăn. Hoạt động thứ ba đó chính là đôi chim bồ câu đang rỉa lông, rỉa cánh. Hoạt động thứ tư là chim bồ câu đậu trên mái nhà. Và ngoài ra còn rất nhiều hoạt động khác của chim bồ câu như là hoạt động bay lượn trên bầu trời hoặc là hoạt động đưa thư của các chú chim bồ câu. Cô và các bạn cùng tham khảo ví dụ ở sau đây. Cô có ví dụ: sáng sớm, bầu trời trong xanh và hiền hòa, đôi bồ câu tung cánh bay lượn, lúc thì mải miết bay vút từng không, lúc thì xòe cánh như một chiếc tàu lượn. Chúng trao qua cây trước sân rồi nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà. Đôi uyên ương chúc đầu vào nhau, cặp cánh khép lại, cái đuôi xòe ra, khẽ cất tiếng gù êm ái. Một lúc sau, chúng lại cùng nhau đáp xuống sân nhà, thơ thẩn đi đi lại lại, đôi chân ngắn, lũn chũn dưới một thân hình tròn, mập, trông chúng dễ thương và đáng yêu vô cùng. Như vậy, cô và các em vừa tìm hiểu xong ví dụ của cô về các hoạt động của chim bồ câu. Thì bây giờ, dựa vào những chi tiết mà tác giả cung cấp ở đoạn văn trên, đoạn văn miêu tả về hoạt động đi lại của chim bồ câu và giải thích vì sao bồ câu lắc lư đầu liên tục, cũng như dựa vào các quan sát và hiểu biết của các em về hoạt động của chim bồ câu, bây giờ mỗi em hãy viết một đoạn văn tả hoạt động của chim bồ câu mà em đã thấy ở đâu đó. Và các em lưu ý miêu tả những đặc điểm nổi bật của chim bồ câu, đưa ý nghĩa cảm xúc của mình vào đoạn văn miêu tả đó để cho bài văn của mình được hay hơn nhé các em. Như vậy, tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các em hoàn chỉnh đoạn văn miêu tả hoạt động chim bồ câu và sau đó ôn tập chuẩn bị kiểm tra. Kính chúc các em có một buổi học thật là vui vẻ. Cô mến chào các em.